Chào cả nhà, Ngọc Mai rất vui khi được gặp lại các bạn sau một thời gian dài đi trốn. Lý do là anh admin của Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya có chút vấn đề về sức khỏe, vì thế cho nên là chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân cũng không có người quản lý để dịch tiếp. Có thể là một tuần nữa chúng ta mới tiếp tục trở lại với Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Thông tin mới nhất mình nhận được là admin đã liên hệ lại được với nhóm dịch và đã đặt hàng khoảng 200 chương tiếp theo. Thông tin đến với các bạn như vậy để các bạn bớt sự bực tức vì chờ đợi. Và trở lại vấn đề ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ kể 12 câu chuyện mà có thật tại Bình Dương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và nhớ đừng quên đăng ký để lại nhận xét góp ý giúp bọn mình. Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bình Dương mà trước kia còn nằm chung với Bình Phước có tên là Sông Bé. Nơi mình sống cũng không xa trung tâm Bình Dương cho lắm. Nơi này bây giờ đã được công nghiệp hóa nhiều, nhưng vẫn còn những rừng cao su bạc ngàn. Và những câu chuyện mình sắp kể sau đây được những người thân của mình kể lại xung quanh mảnh đất quê hương này. Phần 1. Vườn cám. Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 thời đấy, nhà ai có tivi là một gia tài lớn, mặc dù chỉ là tivi đen trắng thôi. Lúc ấy nhà bà Bảy ở xóm trên mua được cái tivi đen trắng và đêm đêm mọi người trong xóm lại kéo nhau qua nhà bà Bảy để được xem những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung. Nhà ngoại mình thì cũng không ngoại lệ. Tối đến là cả nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau đi lên nhà bà Bảy coi phim. Lúc ấy mình tả là cái xóm nghe nó cũng nhộn nhịp, nhưng thực ra cũng chẳng được chụp cái nóc nhà. Mà nhà này cách rất xa nhà kia bằng những hàng cây, những bụi tre rậm rạp. Và cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm đấy bà ngoại mình bận việc gì đấy, không đi xem truyền hình như mọi khi, chỉ có mẹ mình. Lúc này mẹ mình chỉ khoảng đôi mươi, cậu Năm là em mẹ mình và cô Lịch cũng bằng tuổi mẹ mình và một vài người trong xóm nữa đi lên nhà bà Bảy. Sau khi xem hết phim, lúc ấy khoảng hơn 10 giờ, mọi người kéo nhau ra về. Từ nhà bà Bảy về nhà ngoại thì khoảng 2 km, và phải đi ngang một đoạn đường vắng tanh, và ở đây người ta gọi là vườn cám. Lúc trước lính chết trận ở đây nhiều lắm, không ai dám khai thác hay là xây nhà ở đây. Từ nhà bà Bảy ra đoạn đường này khoảng 500 m, thì mấy người đi chung nhà ai nấy về hết, vì nhà người ta cũng gần nhà bà Bảy. Lúc này chỉ còn mẹ mình, cậu Năm và cô Lịch cứ bước đi lặng lẽ vào khúc đường ấy. Con đường quen thuộc, nhưng sao mà hôm nay nó đáng sợ thế? Dưới ánh trăng mờ mờ, những hàng cây ven đường như là những con quái vật khổng lồ đang vồ bắt con mồi đi ngang qua nó. Cậu Năm mình đi trước tự dưng dừng lại rồi nói: "Có cái gì tròn tròn lăn qua lăn lại đằng trước kia kìa." Mẹ mình và cô Lịch nhìn lên, dưới ánh trăng mờ ảo cả ba người như đứng hình. Dưới mặt đường là một cái đầu người tóc ngắn, chắc là đầu của đàn ông, không nhìn rõ mặt vì lúc ấy tối. Và ai mà dám nhìn kỹ cái thứ quái gì ấy? Nó không có thân, không có tay chân gì, đang lăn từ bên đây đường qua bên kia đường. Lúc ấy không chạy qua được vì cái vật thể kỳ dị ấy chắn ngang đường, mà quay lại không được vì đi gần hết khu vực này rồi. Bây giờ mà vô trong đấy thì ai biết còn gặp cái gì khủng khiếp hơn nữa. Ba người chỉ biết đứng im nín thở, không ai dám thốt ra câu nào. Cái đầu ấy nó lăn dưới đất rồi từ từ bay lên. Nó bay càng lên cao thì càng to ra, cho tới khi nó bay qua khỏi đầu người thì cậu Năm mình nói bây giờ đếm 1, 2, 3, nắm tay nhau lại và chạy. Rồi cứ thế ba người chạy nhanh qua cái đầu kỳ dị ấy. Cũng chẳng biết là nó có đuổi theo hay không, cứ thế mà chạy một mạch về tới nhà. Và từ hôm đấy, ba người không dám đi qua con đường đó vào buổi tối nữa. Phần 2. Nhà vuông. Sau cả ngày làm việc ngoài đồng, tối đến có cái giải trí duy nhất là xem truyền hình bây giờ không có được. Vì nghĩ tới cái đêm kinh hoàng ấy ai cũng sợ. Cũng vào một buổi tối sáng trăng, cậu Ba là em của mẹ mình rủ mẹ mình và cậu Năm đi xuống dưới xóm chơi. Các bạn cứ hình dung thế này,
nhà bà Bảy ở xóm trên, rồi tới nhà ngoại mình ở xóm giữa, và cuối cùng là xóm dưới. Mình cũng chưa được nghe kể là cậu ba rủ mẹ với cậu năm đi xuống xóm dưới làm gì, nhưng mình nghĩ chắc là cũng đi xem truyền hình. Từ nhà ngoại xuống xóm dưới phải đi ngang qua một khu cũng ghê rợn không kém gì cái khúc đường lúc nãy mình kể. Ở khúc đường này cũng không có nhà ai. Một bên là rừng cao su, một bên là rừng cây dầu. Trong rừng cây dầu có một cái giếng bỏ hoang, và kế bên cái giếng có cái miếu thờ gì đấy không ai biết. Nghe nói cái giếng ấy thời chiến tranh dùng để chôn xác lính. Nơi này không biết vì sao mà người ta đặt cho nó cái tên là nhà vuông. Mình không thấy ở đây có cái nhà nào hết mà gọi là nhà vuông. Sau này ở nhà vuông xây cái trường tiểu học nhỏ với 4 phòng học, từ lớp mẫu giáo tới lớp 3. Và lúc nhỏ mình cũng trải qua 1 năm mẫu giáo và 3 năm tiểu học ở đây. Lúc này cái miếu nó vẫn còn và cái giếng đã được lắp đi. Quay trở lại câu chuyện của mẹ mình và cậu ba, cậu năm. Lúc ấy ở đây chưa có cái trường tiểu học nhỏ đấy. Muốn xuống xóm dưới phải đi qua khu rừng cây dầu như lúc nãy mình có nói. Tới lúc về đi tới khu này, mọi người thấy một cục lửa nhỏ như là điếu thuốc bay lả đà trên đường. Cậu ba là người cứng bóng vía nên nói với mẹ và cậu năm không có gì. Có tao ở đây, đừng có sợ, cứ đi đi. Rồi cậu ba nắm tay mẹ và cậu năm đi từ từ tiến lại gần đóm lửa phía trước. Vì muốn về nhà phải đi ngang đóm lửa ấy. Có cậu ba là chỗ dựa tinh thần nên mẹ với cậu năm bớt sợ phần nào. Nhưng một điều kỳ lạ là càng tiến lại gần đóm lửa thì nó lại càng to ra. Mà khi ba người tiến lại gần, nó chỉ cách vài mét, nó to bằng cái chén. Lúc này mẹ và cậu năm sợ quá chạy nhanh ra. Cậu ba thấy vậy cũng chạy theo. Chạy được một đoạn tới khúc có nhà bên đường, ba người dừng lại nghỉ vì mệt quá, rồi nhìn lại sau lưng. Đóm lửa ấy bây giờ nó to lên bằng cái nia. Nó bay lên ngọn cây dầu rồi biến mất, để lại một phen thất kinh cho ba người. Thời đó ở quê mình vẫn còn trồng lúa, nhiều thì bán, ít thì để ăn. Muốn có gạo ăn phải đi xuống xóm dưới để xay từ lúa thành gạo. Hôm ấy bà út, em ông ngoại cũng phải đi xay lúa. Do chắc đông người nên phải chờ tới chiều tối mới xong. Mà lúc ấy cũng khoảng 5-6 giờ chiều, trời bắt đầu tối và chỉ còn thấy cảnh vật mờ mờ. Bà chở gạo bằng xe đạp tới khúc đường nhà vuông, thì thấy một cục lửa bay qua bay lại như là mẹ mình và mấy cậu kể. Lúc ấy bà sợ lắm nhưng cũng ráng đạp xe chở theo bao gạo nặng nề qua chỗ ấy. Khi gần tới thì bao gạo nó bị tuột qua một bên. Chạy nhanh thì nó rớt xuống đất ngay, mà dừng lại cột thì sao bà dám. Bà phải xuống dắt xe bộ từ từ qua cái chỗ đấy, trong miệng luôn niệm A-di-đà Phật. Bà cứ dắt xe ra khỏi chỗ ấy thì cục lửa nó cũng bay theo bà từ từ. Lúc ấy bà chỉ mong bao gạo phía sau đừng có bị rớt khỏi xe, chứ không biết gì nữa. Đi tới khúc có hai nhà bên đường, bà bớt sợ và nhìn lại cục lửa ấy nó biến mất từ bao giờ. Phần 3. Miếu cây đa. Cách nhà ngoại mình chừng 3 km là một khu ruộng bỏ hoang, và ở cuối khu ruộng đấy có nhiều cây đa cao to, hai ba người ôm không hết. Vào trong ấy giữa trưa nhưng mà kiểu gì cũng cảm thấy âm u, vì xung quanh toàn cây cối rậm rạp. Ở dưới gốc cây có cái miếu nhỏ để thờ gì mình cũng không biết, mà mỗi năm người ta đều mướn người về múa mâm rồi cúng heo quay lớn lắm. Ở đây người ta gọi là miếu cây đa. Thời đó những người đi làm ruộng ở xa đều đi bằng xe bò để có thể chở được nhiều dụng cụ làm đồng như là cày cuốc. Vào một buổi chiều tối, ông Tư ở xóm dưới đánh xe bò trên đường đi làm về ngang qua miếu cây đa. Ông thấy một bà cụ tóc bạc phơ đứng trước miếu vẫy tay. Ông Tư cho dừng xe ghé lại xem thì bà cụ nói cho xin quá giang về nhà vuông. Từ đây về nhà vuông cũng khá xa, có người đi chung thì cũng vui, nên là ông sẵn lòng cho bà cụ lên xe bò đi chung. Bà cụ lên xe thì ông vỗ mông hai con bò cho nó kéo xe đi. Nhưng vỗ hoài nó cứ đứng lì ra không chịu di chuyển mà còn thở khì khì nữa. Ông Tư cũng không hiểu tự dưng sao hai con bò nó lại dở chứng như vậy. Trong lúc này đã tối hẳn rồi mà xe không đi được, ông nóng ruột. Ông lấy cây roi trên đầu
có đóng cây đinh nhọn đâm vào mông hai con bò. Hai con bò bắt đầu bước đi chậm chạp. Đi đâu một đoạn, ông thấy hai con bò như là kéo chở vật gì nặng lắm. Nó cứ bước từng bước chậm chạp nặng nề. Nãy giờ ông chỉ lo hai con bò, mà ông quên mất bà cụ đi nhờ ở phía sau xe. Ông nhìn lại, bà cụ vẫn ngồi sau, kế bên mấy cây cuốc, nón lá che kín mặt. Ông có hỏi thăm bà cụ vài câu, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Ông nghĩ chắc bà cụ bị lãng tai cho nên không hỏi nữa. Đi tới khúc đường nhiều ổ gà, xe lắc lư liên tục. Xe hơi còn cảm thấy sốc, nói chi lúc ấy xe bò. Ông Tư và đồ đạc trên xe muốn văng xuống đất. Ông quay lại nhìn bà cụ lần nữa. Đường sóc như vậy, bà cụ ngồi im, chắc chắn không chút lay động. Mặc cho xung quanh cày cuốc va vào nhau loảng choảng, xe bò thì chao đảo liên tục. Ông bắt đầu thấy sợ, cảm giác bà cụ này có cái gì đấy không ổn. Ông biết đó là gì. Ông lấy cây roi, chích bò chọc thẳng vào bà cụ. Ông vừa chích vào, bà cụ biến mất như là chưa từng có gì xảy ra. Ông cảm thấy xe lúc này nhẹ hơn, và hai con bò cũng có thể kéo nhanh hơn. Ông lúc ấy chỉ mong hai con bò kéo nhanh xe về nhà, và cũng chẳng dám nhìn lại phía sau mình nữa. Nhà ngoại mình đông con, nên sau cả ngày vất vả ngoài ruộng, tôi đến ông ngoại mình đi soi ếch để kiếm thêm bữa cơm cho gia đình. Ông cũng là một người cứng vía. Và một buổi tối ông đi soi ếch ở đám ruộng hoang gần miếu cây đa. Ở phía ngoài ruộng ông đi hết mà không thấy con ếch nào. Ông mới soi đèn đi từ từ đến cái miếu, vì nghe thấy tiếng ếch kêu phát ra xung quanh nhiều lắm. Mặc dù nghe nói ở đây có những thứ ghê rợn, nhưng mà ông cũng không sợ. Ông tới trước cái miếu thì chẳng nghe thấy tiếng ếch kêu, soi đèn cũng không thấy con ếch nào. Ông bước ra về. Đi được một đoạn, ông quay lại chỗ cái miếu. Lúc ấy ông nói không biết tại sao cứ đi lòng vòng quanh cái miếu hoài, mặc dù đã đi đúng đường về. Bây giờ thì ông biết cái gì che mắt ông. Ông mới tiểu ra tay và dùng nước tiểu rửa mặt, rồi ông mới ra khỏi được nơi đấy, về tới nhà. Sau này cậu Năm mình cũng đi bắt ếch như ông. Sợ nên cậu không dám lại gần cái miếu ấy, mà chỉ đi lòng vòng ở đám ruộng hoang. Hôm nay ếch nhiều lắm, kêu vang cả đồng. Cậu bắt lia lịa toàn là con ếch to. Cậu nghĩ thầm, hôm nay mình trúng mánh. Và cứ thế bắt cho đến khi cái giỏ đeo bên hông nặng trĩu, rồi cậu mới có ý định ra về. Khi bỏ con ếch cuối cùng vào giỏ, cậu không quên soi đèn vô giỏ xem thành quả của mình. Nhưng thôi rồi, trong giỏ chả có con ếch nào, mà toàn là mối trùng vào đất. Thế là cậu sợ quá, chạy về luôn. Phần 4. Ông Táo. Chuyện này không phải là chuyện ma, chuyện này xảy ra với mình là người trong cuộc, nhưng nó mang nhiều vấn đề về mặt tâm linh thần thánh. Ba mẹ mình lấy nhau rồi ra ở riêng, rồi mượn đất hàng xóm xây một cái nhà vách đất nhỏ ở gần nhà bà Út, cách nhau một hàng cây xương rồng. Lúc đó khoảng năm 95-96 gì ấy, mình mới có 2-3 tuổi thôi. Mình hay chạy qua nhà bà Út chơi. Ở quê lúc ấy, nhà nào cũng nấu cơm bằng bếp củi. Nấu xong nếu còn than thì đặt cái ấm nước lên. Ngày đấy mình quậy lắm, qua thấy cái bếp còn than hồng nhà bà Út là chạy vô ngồi vọc than. Cứ lấy cây củi khều than ra rồi đẩy vô. Bà Út thấy thế, mắng mình nhưng mình không nghe, vẫn cứ ngồi phá cái bếp. Tối đến mình bị đau bụng dữ rồi. Lúc ấy mình không nhận thức được nhiều, chỉ nhớ ba mẹ chở qua trạm xá khám. Nhưng mấy cô y tá nói không thấy bệnh gì, chắc là do chúng ăn. Nhưng mà chiều giờ mình có ăn cái gì đâu. Ba mẹ đành trở về nhà. Bà Út qua hỏi thăm ba mẹ mới nói là đi khám không thấy bệnh, cũng không phải là đau ruột thừa. Bà Út nhớ ra là chiều mình ngồi vọc cái bếp. Bà nói chắc là phá nhà của ông Táo, bây giờ ông ấy phạt nó đau bụng như vậy. Bà kêu ba mẹ mình qua đốt nhang khấn vái. Nó nói nhỏ chưa biết gì, lỡ có phá ông thì bỏ qua cho nó, mai mua đồ về cúng tạ lỗi. Khấn vái vừa xong mình cảm thấy hết đau ngay. Và kể từ đấy mình không dám lại gần cái bếp đó nữa. Phần 5. Bụi tre gần nhà.
Vào năm khoảng 98, lúc này mình có thêm đứa em gái nữa. Nhà mình với bà Út gần nhau nên hai nhà thường rủ nhau đi xem truyền hình. Lúc đó mình và nhỏ em còn nhỏ nên tới nơi thì lăn ra ngủ chứ không có xem được gì. Khi nào người lớn cõng về thì thôi. Một buổi tối đi xem truyền hình như mọi khi, gồm có ba mẹ, mình và đứa em gái nhỏ. Bà Út, cậu Hải và dì Hạnh là con của bà Út. Khi đến nhà ngoại mình thì bà Út với mẹ mình sợ phải đi ngang bụi tre. Từ nhà ngoại mình qua nhà mình, nhà bà Út phải đi ngang qua hai bụi tre to lắm. Bên kia là hai cái gò mã bằng đá ong, bụi tre một bên, gò mã một bên, và con đường thì nằm ở giữa hai thứ ghê rợn ấy. Lúc đấy mẹ mình bế nhỏ em gái cùng bà Út với dì Hạnh, cậu Hải đi vòng xuống ruộng để về nhà. Mặc dù đi đường ruộng có sình lầy nhưng vẫn đỡ sợ hơn đi trên con đường kia. Ba mình thì cõng mình trên lưng. Lúc đấy mình ngủ nên không biết, sau này nghe ba kể lại. Lúc ông đi tới bụi tre, thấy cục gì đấy đen thui ngồi sát cái mả đá. Nó đen lắm. Mặc dù trời tối nhưng mà nó đen hơn cả trời tối. Còn trong bụi tre có tiếng người rất ư ử. Ông sợ lắm, cong mình chạy như bay về tới nhà đợi mọi người về kể lại. Ai cũng mặt mũi tái xanh. Phần 6. Ông ngoại. Ông ngoại mình mất năm 2005 vì bệnh ung thư. Ông được chôn bên hông nhà mình cách khoảng 500 mét. Từ nhà mình nhìn ra cửa sổ vẫn thấy được nơi ông nằm. Sau khi chôn cất ông xong, chiều nào ba mình cũng ra mả ông đốt lửa cho ông ấm. Sau đấy độ 10 ngày, cậu ba mình đi cạo mủ cao su ngang mả ông ngoại thì thấy lửa đốt, cứ nghĩ ba mình đốt. Cậu ba nghĩ ông mất nay 10 ngày, ba mình đốt lửa hoài chi. Rồi đến khi gặp ba mình, ông hỏi. Ba mình nói tôi chỉ đốt có 3 ngày đầu, đâu có đốt nữa. Rồi ba mẹ mình cũng xác nhận là đêm có thấy lửa cháy phừng phừng ở ngoài mả ông ngoại, nhưng không ai đốt. Thiết nghĩ chắc ông ngoại lạnh, tự đốt lửa sưởi ấm thôi. Phần 7. Trong rừng cao su. Vào năm 2010-2011, thời đấy mủ cao su có giá lắm, không như bây giờ giá xuống thê thảm. Ở khu mình sắp giải tổ quy hoạch nên nhà ai có cây cao su đều sức thuốc kích thích cho mủ ra. Mủ cao su có thể chảy ra cả ngày. Tối đến là thời gian người ta đi chút mủ lại. Một đêm làm vài kg là có cả 100.000. Chiều đấy cậu Hải, con bà Út mình cũng đi chút mủ. Đang chút mủ hăng say, cậu thấy cuối hàng cao su có một người cầm cây dù che hết phần đầu, mặc dù trời không mưa, ngồi tựa lưng vào cây cao su. Cậu mình không có sợ, tiến thẳng lại gần người đấy xem là ai. Thì vừa tới gần, người đấy biến mất. Phía sau hàng cao su là ngôi mộ mới đắp, hoa nhang cúng còn rất mới. Lúc này cậu sợ quá, quăng luôn cả bịt mủ cực khổ buổi chiều mới có được, chạy ngay về nhà. Hiện giờ khu nhà mình đã giải tỏa để làm khu công nghiệp. Nhiều nhà máy công ty mọc lên, mọi chuyện của quá khứ lùi xa. Nhưng lâu lâu có dịp, nhà mình tụ họp cùng nhau kể lại chuyện xưa. Tới hiện giờ, cái miếu cây đa ở phần 3 mình kể vẫn còn. Xung quanh đã có nhiều nhà dân mọc lên. Nhưng mỗi lần đi ngang đấy vẫn cảm thấy rợn rợn. Và khu mình ở, người ta gọi luôn là khu chung cư cây đa. Phần 8. Cây giếng và cây vú sữa. Vào khoảng năm 1988, nhà ngoại mình trồng rất nhiều cây ăn trái, nòng mận, mít, me, xoài, vú sữa, thanh long. Nguyên cả cái khoảng sân trước đều là cây trái tùm. Đi ra khỏi khoảng sân đó là đồng ruộng mênh mông, tít xa xa mới có vài cái nhà. Nhà ngoại mình được xây theo kiểu nhà chữ đinh, một gian chính rộng để bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, còn gian nhỏ dùng để sinh hoạt tiếp khách. Phía sau gian nhà nhỏ là một phòng ngủ, sau phòng ngủ là đường xuống nhà bếp. Ngoại mình có 9 người con và một người thì đã mất. Mẹ mình là người thứ tư trong gia đình. Dì hai bấy giờ có gia đình và ra ở riêng, và một số cậu dì lúc này lớn đi làm xa. Nhà đông người vậy, nhưng lúc đấy chỉ có mẹ mình, dì Sáu và cậu Út. Lúc này mới có 1-2 tuổi gì đấy, và ông bà ngoại là ở nhà thôi. Trước nhà có một cái giếng,
lúc trước ông ngoại đào để lấy nước sử dụng và lấy đất đắp nền nhà. Nhưng nghe kể lại là đào rất sâu mà không có giọt nước nào, còn đất thì đem làm nền nhà hết, nên không có lấp cái giếng đó lại được, và chỉ được che đậy sơ sài bằng những cành cây khô trồng lên nhau, và rồi cũng bỏ hoang. Kế bên cái giếng là cây vú sữa to lắm, nhưng mà chẳng bao giờ có trái. Ở sau nhà cũng có một cây như vậy, nhưng rất nhiều trái. Các cây vú sữa chừng 3 mét là cây me cũng cao to không kém. Những cây hè nắng nóng, nó như là một tài sản vô giá trị, vì những tán cây rợp bóng mát che hết cả khoảng sân nhà. Nhưng mà đêm đến nó vô cùng quái dị, những tiếng gió rít qua cành lá, những tiếng tắc kè, tiếng chim kêu én én phát ra trên cây lúc nửa đêm, khiến cho ai cứng rắn lắm cũng phải giật mình. Ở quê lúc ấy, nhà ai cũng khoảng 7-8 giờ đi ngủ hết, phần không có điện, thức khuya tốn thêm dầu châm đèn. Phần nữa là đi làm mệt cả ngày, ngủ sớm để khuya dậy đi cạo mủ cao su. Đêm đó bà ngoại đang ngủ, nghe gió ngoài trời rất to, làm cây cối xung quanh lao xao như là trời sắp đổ mưa. Bà mới nghĩ thầm, trời mưa thì hôm nay không đi cạo mủ cao su được. Bà soi đèn nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy hơn 1 giờ sáng, vì giờ này cũng gần tới giờ đi cạo mủ rồi. Bà mới mở cửa ra xem có mưa không, nhưng kỳ lạ bà vừa mở cửa không nghe thấy tiếng gió nữa. Nhìn lên trời trăng sáng vành vạnh, không có một dấu hiệu gì của trời mưa. Bà nghĩ chắc là do bà ngủ mơ mới nghe ra như vậy. Bà không nghĩ gì thêm, vô nhà kêu ông dậy đi cạo mủ. Ông mới hỏi sao hôm nay bà dậy sớm vậy. Bà trả lời đang ngủ tự dưng nghe mưa gió ầm ầm, tôi mới mở cửa ra ngoài xem sao, thì thấy trăng sáng, không có một cơn gió, một giọt mưa nào hết. Ông mới bực mình quá, chửi bà, nói bà lãng tai, chứ trời này mưa gió cái gì. Thế là hai người chuẩn bị mọi thứ lên đường đi cạo mủ. Khi đó trong bụng mẹ mình cũng dậy từ lúc nào, nghe được ông bà nói chuyện với nhau. Lúc nãy cũng vì tiếng gió rít mẹ mình thức dậy, và mẹ càng không tin mình nghe nhầm, vì bà ngoại cũng nghe thấy tiếng đó. Nằm suy nghĩ một lúc, mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi một lúc sau, cũng không biết mấy giờ, mẹ giật mình thức dậy vì nghe tiếng gió ầm ầm ngoài sân, như là sắp có trận bão tới nơi vậy. Mẹ nghĩ trời sắp mưa, sao ông bà còn chưa về, mưa tới sao mà cạo mủ được. Mẹ cũng như bà lúc nãy, mẹ mình mở cửa bước ra sân, tiếng gió vẫn còn. Mà quái lạ là mẹ không thấy gió thổi vào người, hình như gió chỉ thổi trên ngọn cây. Mẹ nhìn xung quanh cây mít, cây mận vẫn im lìm không chút lay động. Nhưng mà cây vú sữa kế bên cái giếng nó cứ rung lên, như có ai ở dưới ôm gốc cây mà rung. Mà ai lại có sức khỏe phi thường mà để rung cây to như vậy. Mẹ sợ quá, chạy vào nhà đóng cửa. Nhưng tiếng động ở cây vú sữa vẫn phát ra. Dì Sáu lúc này khoảng 14-15 tuổi, em của mẹ cũng thức dậy và chạy ra hỏi mẹ mình. Chị Tư ơi, mưa tới hay là gió gì lớn thế ạ? Mẹ mình không có nói gì, ngoắc tay ra hiệu dì Sáu qua bên cửa sổ chỗ mẹ đứng. Mẹ nói nhỏ giọng run run, không có mưa, tao ra xem thì trời trong lắm, không có chuyển mưa, cũng không có gió luôn, mà tự dưng cây vú sữa kế bên cái giếng nó rung lên quá trời. Nghe mẹ nói xong, dì Sáu cũng hé khe cửa nhìn ra cây vú sữa, rồi té xỉu. Mẹ mới hoảng hồn bế dì Sáu vô buồng xoa dầu, sợ dì Sáu trúng gió, mà nhà thì giờ không có người lớn. Mẹ không biết kêu ai, cứ xoa dầu một lát, dì Sáu tỉnh. Dì Sáu khóc nhiều lắm, cứ ôm mẹ mình mà khóc. Mẹ hỏi sao vậy, mà cứ lắc đầu rồi khóc, làm cho mẹ mình không biết sao cũng khóc theo luôn. Đến khi mệt quá, hai chị em ôm nhau ngủ tới sáng, vì mệt lắm rồi, mặc cho ngoài kia là cái thứ gì. Sáng hôm sau, khi có đầy đủ mọi người ở nhà, dì Sáu mới dám kể lại hôm qua, nhìn thấy cái gì mà sợ đến vậy. Dì Sáu nói, khi nghe mẹ mình nói cây vú sữa có vấn đề, nên dì cũng nhìn ra cây vú sữa thử. Dì mới nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu, loại quần áo ngày xưa người ta hay mặc, ngồi ở ngọn cây vú sữa. Nhưng bà ta bị cụt đầu, hai tay đang ôm cái đầu đầy máu me, tóc thì dài,
từ trên ngọn cây tới miệng giếng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng thế, dì xỉu luôn. Nghe dì kể xong, ông ngoại và mấy cậu không tin, còn nói dì Sáu mình giỏi tưởng tượng. Nhưng mẹ mình và bà ngoại thì cũng phần nào biết được tiếng gió thổi hôm qua từ đâu mà ra. Mẹ mình định lên tiếng nói, cũng thấy điều bất thường tối qua. Nhưng bà ngoại ngăn lại, bà nói giờ nói không ai tin, cứ để thời gian nữa xem sao. Chiều đấy, ngoại mua ít bánh tây, ra góc vú sữa cúng. Ngoại khấn những người nào khuất mặt khuất mày, chúng tôi không phạm tới các người, xin đừng hù chúng tôi. Rồi rằm 16 chúng tôi cúng cho. Rồi bà đi vào nhà. Những ngày sau đấy, mọi chuyện trở lại bình thường. Bà ngoại, mẹ mình và dì Sáu không còn nghe thấy tiếng gió trên cây vú sữa nữa. Cứ tưởng mọi chuyện trở nên êm đẹp và họ cũng đã đồng ý với phần lễ của bà ngoại. Nhưng đâu khoảng 2 tuần sau, lúc này cũng khoảng 10 giờ, ông ngoại mình ra sân đi tiểu. Khi vừa bước vô tới thềm nhà, ông vô tình nhìn lên cây vú sữa. Ông giật mình muốn la lên, nhưng miệng ông không phát ra nổi một lời nào, chỉ ú ớ vài câu. Và điều kinh khủng ông thấy, cũng như dì Sáu kể, một người đàn bà cụt đầu, hai tay ôm cái đầu máu me, tóc dài, duỗi thẳng xuống giếng. Hình như bà ta nhìn thấy ông ngoại, bà ta nhảy từ ngọn cây vú sữa xuống giếng, mặc dù ở miệng giếng đã được che lại bằng những cành cây khô. Như lúc đầu mình cũng có nói, nhưng mà không có phát ra tiếng động nào cả. Chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng, ông nằm lịm đi trước cửa. Tới giờ đi cạo mủ, bà thức dậy không thấy ông đâu. Bà nghĩ sao hôm nay ông dậy sớm thế? Thường ngày bà dậy trước rồi mới kêu ông dậy. Bà mới bước ra cửa thì thấy ông nằm trước hàng ba. Bà la lên làm cho mẹ mình và dì Sáu cũng thức. Rồi ba người xoa dầu. Một hồi ông tỉnh dậy, ông không nói với ai lời nào. Và tối hôm ấy, ông với bà nghỉ cạo mủ luôn. Sáng hôm sau, ông kêu bà mua dì ra cúng và kể lại đầu đuôi câu chuyện mình chứng kiến. Ai cũng sợ tái xanh cả mặt. Còn dì Sáu là người tận mắt chứng kiến, dì khóc nhiều lắm. Bà nói, bữa con Sáu bị nhát, tôi có cúng rồi, mà sao người ta không chứng cho mình? Ông với bà nhìn nhau thở dài, tới đâu thì liệu tới đó vậy. Cũng từ hôm đó, ông bà chờ tới gần sáng mới đi cạo mủ. Phần không muốn nhìn thấy cái quái dị đó, phần quan trọng là không dám để mẹ mình, dì Sáu và cậu Út ở nhà một mình trong hoàn cảnh như vậy. Cả ngày mọi người không chỉ nghe tiếng gió lao xao trên cây vú sữa, mà còn nghe thấy tiếng người chạy lộp độp trên mái nhà, tiếng gõ vào mái ngói kêu lọc cọc cả đêm. Ai nấy tự trấn an mình chắc là do chuột thôi. Cũng không ai dám mở cửa ra nhìn lên trên mái nhà, và đặc biệt là nhìn lên cây vú sữa nữa. Cả ngày đi làm về mệt, chỉ mong có giấc ngủ ngon cũng không có được. Tối đến là trên mái nhà, trên cây vú sữa phát ra những âm thanh kinh dị. Ông bực lắm, nên sức chịu đựng con người có giới hạn. Và một đêm, ông lấy hết can đảm chạy ra sân hét to. Mày là ma quỷ gì mà cứ phá nhà tao hoài vậy? Sao không để nhà tao yên? Lúc này, bà ngoại và mẹ mình, dì Sáu, cũng chạy ra khe cửa nhìn ra. Ông vừa nói xong câu ấy, từ trên nóc nhà, một người phụ nữ ôm cái đầu máu me, tóc dài chục mét, vừa nhìn xuống ông với ánh mắt vô hồn, miệng cười tới mang tai, vừa bay lên cây vú sữa rồi nhảy xuống giếng. Mình kể thì lâu, nhưng mà sự việc diễn ra chỉ trong vài giây thôi. Lúc này ông cũng sợ quá chạy vô nhà, vừa mở cửa thấy ba bóng người đứng trước mặt, ông hoảng hồn đấm túi bụi. Bà ngoại với lại mẹ mình, dì Sáu la lên thì ông mới biết, ai nấy đều bị ông đánh nhưng mà không có sao. Vào nhà ông nói với bà, phải tìm cách giải quyết chứ không thể để hoài như vậy, có ngày đứng tim mà chết. Nhưng mà biết giải quyết làm sao với cái thứ kinh dị ngoài kia. Ông bà mới lên ban thờ, đốt nhan khấn vái, rồi cả nhà đi ngủ. Đêm đấy tới sáng chẳng còn nghe thấy tiếng gì. Nhưng mà đêm sau mọi chuyện như cũ, vẫn cái tiếng động trên cây, trên mái nhà. Và dường như cả nhà cũng quen, cho nên ai nấy cũng không giật mình thêm nữa. Dù sao nó chỉ hiện ra nhát mình chứ không có làm hại ai. Có đâu một đêm dì Sáu nằm mơ. Trong mơ dì Sáu thấy mình đang ở nhà,
rồi có một người phụ nữ nhìn không rõ mặt tới dắt dì đi chơi. Nhưng mà chưa kịp thì bị nhiều người ở đâu kéo tới bắt bà ta đi. Và rồi dì thức dậy. Nhiều đêm sau, dì vẫn mơ thấy giấc mơ cũ. Dì kể lại cho bà ngoại và mọi người trong nhà. Chuyện của nhà ngoại mình bây giờ không chỉ gói gọn trong nhà nữa, hàng xóm xung quanh ai nấy biết hết. Rồi có bà hàng xóm qua khuyên nên đi coi thầy. Nghe nói là có ông thầy Năm ở Thủ Dầu nổi tiếng là giỏi chuyện tâm linh, cứ xuống coi một lần thử xem. Ngày hôm đó ông bà hỏi đường tìm tới ông thầy kia. Trước cửa nhà ông thầy, xe ô tô đậu kín khúc đường. Người đến trừ tà, người đến tạ lễ, người đến cầu may đủ cả. Phải đợi tới trưa mới tới lượt ông bà mình. Vừa vào thì ông Năm như đã biết hết thời gian qua gia đình ngoại gặp phải những chuyện gì. Ông bà mình mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Ông Năm tới bàn thờ thắp nhang rồi lẩm nhẩm gì đấy, rồi ông xin theo ông bà về nhà. Đi một vòng quanh nhà như hiểu được điều gì, ông nói thắt ở đâu bây giờ gỡ ở đó. Rồi ông mới giải thích, ngày xưa cách đây mấy trăm năm, thời phong kiến, không biết vì sao người đàn bà này bị người ta chặt đầu tại mảnh đất ở ngay cái giếng mà ông ngoại mình đào. Vì sợ bà này chết hiện về báo thù nên ở ngay chỗ đấy, người ta có yểm một lá bùa không cho bà ta siêu thoát, bà ta bị giam giữ ngay tại chỗ cái giếng. Vô tình ông ngoại mình đào lá bùa yểm lên mà không biết, từ đấy hồn ma bà ta thoát ra ngoài và không siêu thoát, cho nên cứ luẩn quẩn quanh cái giếng và cây vú sữa. Ngày hôm sau ông qua nhà ngoại mình lập bàn cúng lễ để vong hồn bà ta thanh thản siêu thoát. Và ông ngoại mình lấp cái giếng lại luôn và cũng chặt bỏ cây vú sữa. Từ đấy mọi người không còn thấy bà ta hiện về nữa. Cho đến sau này khi qua nhà ngoại mình vẫn còn thấy cái giếng ấy sau khi trời mưa to, đất sẽ bị lúng xuống. Và cho dù có đắp lại thì trời mưa xong nó vẫn lúng xuống như cũ. Và gốc cây vú sữa vẫn còn đó như một minh chứng cho những điều quái dị của quá khứ. Phần 9. Bóng đè. Ba mẹ mình lấy nhau và mượn đất của hàng xóm làm một cái nhà bằng vách đất nhỏ để ở. Trong nhà có một cái bàn tròn, một cái ván nhỏ và một cái giường cho cả nhà ngủ chung. Phía bên phải là nhà bếp. Không biết sao lúc đó nhà mình không có cửa, chắc là cửa bị hư nên ba mẹ không sửa, vì trong nhà chẳng có gì để người ta lấy, khỏi cần cửa luôn. Trước sân nhà mình có vài cây điều, và ra khỏi sân trước nhà là khu cây cối rậm rạp. Giữa khu đó có một con đường nhỏ ra vườn cao su. Phía trái là hàng cây xương rồng, và sau hàng xương rồng đó là nhà bà Út. Mình không biết là khi đấy mình bao nhiêu tuổi, chắc khoảng 3-4 tuổi gì đấy. Lúc ấy chắc khoảng 9-10 giờ, mình đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mình nghe loáng thoáng ba mẹ mình nói chuyện với nhau. Ba mình nói hình như có cái gì hay ai đó mặc đồ màu trắng đứng trước nhà mình, ngay cái con đường nhỏ ra vườn cao su. Mẹ mới nói giờ này mà ai còn ra đó đứng làm gì. Và mẹ mình ra xem thì cũng thấy một người mặc đồ trắng ngồi chỗ đó như ba nói. Rồi hai người mới vô nhà lấy đèn soi thì không thấy gì, mà tắt đèn lại thấy một cục màu trắng hiện ra. Mình mới bước xuống giường ra chỗ ba mẹ hỏi chuyện gì mà ba mẹ chưa ngủ. Nhưng chắc ba mẹ mình sợ cho nên là không nói gì cho mình mà tắt đèn đi ngủ. Nhưng mình chắc ba mẹ sợ mình sợ nên là nói không có gì mà tắt đèn đi ngủ. Nhưng mặc dù là không nói gì, trong lòng mình sợ lắm rồi. Rồi mình ngủ lúc nào không hay. Thường thì ba mình dậy sớm khoảng 5 giờ ba dậy. Tối đó mình giật mình thức dậy, chắc trời cũng khoảng gần giờ sáng. Mình nghe tiếng gà gáy và tiếng thở đều đều của mẹ, tiếng lục đục ở nhà bếp của ba. Ánh đèn ở nhà bếp hắt lên trần nhà chỗ mình ngủ, tạo thành đủ thứ hình thù kỳ dị. Mình cảm nhận và nghe thấy mọi thứ xung quanh rất rõ. Nhưng mình không thể nào cử động được, muốn hét lên ba ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, mà không hét được. Cứ nằm im mở mắt nhìn trần nhà như vậy. Chỉ có mắt và hai tay hoạt động, còn nghe còn thấy được, nguyên cả cơ thể mình chẳng thể nào nhúc nhích. Lúc đấy mình chỉ ước là ba hay mẹ lại nắm tay mình kéo dậy.
nhưng đâu có ai nghe được lời mình. Mình cứ nắm tay như thế khi mẹ mình thức dậy. Tự dưng mình cử động được và mình thức dậy luôn. Lúc đấy mình chưa biết gì về bóng đè hết nên không kể với ai. Và nó là một ám ảnh cho tới tận bây giờ. 20 năm rồi mình không quên được cái đêm kinh khủng ấy. Phần 10. Cầu dĩ. Ngày trước ở quê mình còn nghèo lắm. Trường mẫu giáo và tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 chung với nhau được xây ở nhà vuông. Mà phần trước bạn nào có nghe chuyện thì biết những chuyện ma mị ở đây. Còn từ lớp 4 trở đi phải đi 7-8 km ra trung tâm xã mới có trường học. Trên đường ra xã toàn là đường đất. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì sình lầy. Trên con đường đó phải đi qua một cái cầu ngày trước có tên là cầu dĩ. Cây cầu này bắt qua một con suối nhỏ. Cầu được làm bằng những tấm ván gỗ ghép lại với nhau. Hai bên không có rào bảo vệ gì. Do cầu nằm ở dưới thấp hơn so với đường đi nên xuống cầu có cái dốc cao lắm. Xe ai mà đứt thắng thì coi như là thả hồn cho trời. Mùa nắng thì không sao, vì nước ở dưới suối chỉ qua đầu gối một chút. Còn mùa mưa thì không thể nào diễn tả nổi. Khi nghĩ đến Bình Dương, người ta nghĩ đây là một vùng đất cao yên bình, không bị chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai lũ lụt như các tỉnh miền Trung và miền Tây. Nhưng ở nơi mình thì khác. Vào năm 1999, lúc này mình học lớp 1. Năm đấy trời mưa bão nhiều lắm. Có hai học sinh lớp 7 trong ấp của mình. Buổi chiều đi học về, hôm ấy trời mưa rõ to, cộng thêm những đợt mưa của những ngày trước, nên nước suối lên cao qua khỏi mặt cầu. Chỉ nhìn thấy nước thôi, không thấy cầu đâu cả. Muốn qua cầu phải nhắm hướng mà đi. Nhưng mà xui cho hai học sinh đấy. Khi qua cầu nước chảy xiết quá, một người bị té xuống suối, người kia mới nhảy xuống cứu, nhưng mà không ai lên được cả. Cho tới sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác, cách đấy cả cây số. Cả tuần sau mới tìm thấy chiếc xe đạp còn sót lại. Người nhà ra đấy khóc như là chết lên chết xuống. Thấy cảnh ấy ai cũng không kìm được nước mắt. Mà rồi thời gian cũng qua. Đến năm 2003, mình học lớp 4 và cũng phải ra trung tâm xã học. Lúc ấy dù xa nhưng vẫn phải đạp xe đạp đi. Vì ba mẹ còn phải lo làm việc, đâu có ai rảnh đưa mình đi. Và điều quan trọng là bắt buộc cũng phải đi qua cây cầu tử đó. Lúc này cây cầu xuống cấp nhiều, có nhiều đoạn bị mục nát tạo thành những lỗ to nhỏ. Như cái tô cũng có, cái mâm cũng có khắp mặt cầu. Mỗi lần đi qua mình sợ lắm, kèm theo cái dốc cao chót vót, tạo thêm cái độ nguy hiểm khi qua cầu. Năm ấy trường mình tổ chức cắm trại. Buổi đêm sau bản văn nghệ thì mọi người chuẩn bị đi ngủ. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh ở lại trường. Và nếu học sinh nào có người nhà đến rước thì cứ về, rồi sáng vào tiếp, vì cắm trại còn ngày mai nữa. Lúc chiều mình đi xe đạp tới trường và định là tối ngủ lại. Nhưng mà lớp mình ai cũng được ba mẹ trở về hết. Một mình ở lại thì thôi, đi về nhà cảm thấy an ủi hơn. Và mình quyết định ra về lúc ấy gần 10 giờ. Mình cứ thong dong đạp xe. Nhà hai bên đường cứ thưa dần và không còn nhà ai cả khi gần tới dốc cầu. Trời 16 trăng sáng rõ thấy mặt đường nên cũng yên tâm. Hai bên đường là những hàng cây tràm tỏa mùi hoa thơm nhẹ nhàng. Mình rất thích ngửi cái mùi hoa tràm này. Vừa đạp xe vừa hít thở không khí đêm lành lạnh, kèm với mùi hoa tràm thì còn gì bằng nữa. Nói thật lúc ấy, dù là có một mình cũng chẳng thấy sợ. Khi xuống dốc cầu, hai bên đường những cây tràm cao to che hết ánh trăng, không khí trở nên lạnh đột ngột. Khi đi đến những khu vực nhiều cây cối, ban đêm, chẳng ai cũng cảm thấy lạnh như vậy. Mình cứ thả xe từ từ xuống dốc, nhưng mình giật mình khi thấy hai người mặc áo trắng như học sinh đang ngồi bỏ chân xuôi theo dòng nước, mặt thì cũng cúi xuống nhìn xuống. Quái nhỉ, giờ này là giờ nào, còn có học sinh ngồi trên cầu như vậy. Mình biết chỉ có thể là cái đó thôi. Mình sợ quá, muốn quay xe trở lại. Nhưng mà không được vì đang đổ dốc cầu, với lại tự dưng cái phanh xe mình nó không có ăn. Mặc cho mình bóp cỡ nào, xe cứ chạy ào ào xuống cầu. Mình chỉ biết giữ tay lái thực chặt, lao xuống cầu như con thiêu thân. Và cũng biết đang sắp lao vào hai con ma kia rồi. Khi tới gần đầu cầu, xe mình vẫn còn chạy tốc độ nhanh, mặc dù mình không hề đạp, y như có ai phía sau đẩy xe mình.
Mình thấy hai người đấy đứng lên, quay ra nhìn hướng mình. Nhưng mình không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hai gương mặt, một màu trắng toát, không mắt, mũi, miệng. Rồi hai cái bóng đổ xuống, thả rơi tự do xuống nước. Nhưng mà mình chắc chắn là không nghe thấy tiếng ùm hay bất cứ tiếng động nào khi có người từ trên cao nhảy xuống nước. Chỉ ngoại trừ tiếng kêu ken két của cái thắng xe mình. Khi qua hết cây cầu, mình thở phào nhẹ nhõm và cái thắng xe hoạt động bình thường. Mình cố gắng đạp thực nhanh về nhà. Về tới nhà mình leo lên giường và chẳng biết gì nữa. Sau đấy mình bị bệnh phải nghỉ học 3 ngày. Tới ngày định mệnh, mình chẳng dám qua cây cầu ấy vào ban đêm. Đến năm 2006 mới có cây cầu bê tông thay thế. Và năm 2011, ở quê mình thành lập khu công nghiệp, nên một cây cầu khác được dựng lên, to hơn, song song với cây cầu bê tông cũ để thuận tiện cho việc xe tải qua lại. Và cây cầu cũ ấy bị bỏ hoang tới bây giờ. Mới đây khoảng tháng 9 năm 2016, chiều đấy trời mưa to, nước suối dâng lên mấp mé mặt cầu. Có một người đàn ông từ trên chiếc cầu cũ vì buồn chuyện gì không biết nhảy xuống suối tự tử. Cho tới chiều hôm sau, người ta mới vớt được xác và trở về quê ngoài Bắc ngay trong đêm. Không biết có dính dáng gì tới hai cái bóng người mình thấy lúc xưa không, nhưng mà mình hy vọng đừng có thêm chuyện gì xảy ra ở cây cầu này nữa. Phần 11. Trở về miếu cây đa. Nếu như bạn nào lắng nghe phần trước thì cũng biết vì sao khu mình có tên là chung cư cây đa. Nơi này bây giờ công nghiệp hóa nhiều. Xung quanh miếu cây đa, nhiều nhà dân mọc lên, đường xá cũng được mở rộng. Trước miếu cây đa có một ngã tư lớn, nơi giao nhau giữa đường dân chủ và đường 27 khu công nghiệp. Em gái mình vừa mới học xong lớp 12 thì ba mẹ tổ chức cưới cho nó với lại một đứa cùng tuổi ở xã bên. Vì chuyện ăn cơm trước cảng cho nên là mới phải gấp gáp như thế. Đó là vào một ngày tháng 4 năm 2014, ngày cưới của em mình. Sáng hôm ấy tự dưng cúp điện, cả nhà loay hoay không biết phải làm sao. Vì cúp điện thì đám cưới buồn lắm, không có nhạc gì. Thì ai biết là đám cưới, ở quê nó là thế. Đám cưới là phải dần dần lên mới vui. Lúc ấy cậu em út của mẹ mình từ trên Bình Phước cùng với bà ngoại và mấy người thân nữa đi xe ô tô về. Lúc trước bà ngoại và cậu út mình đều ở Bình Dương như lúc đầu mình kể. Nhưng năm 2011 ở quê quy hoạch đất, nên Bình Phước làm quê hương thứ hai. Còn gia đình mình vẫn bám víu mảnh đất quê hương này. Nghe nói hàng xóm ở bên chợ, người ta mướn máy phát điện. Rồi cậu út mình nói, thôi sẵn có xe để cậu đi qua chở máy phát điện về cho. Rồi cậu út lái xe chở ba mình, ông năm hàng xóm đi qua chợ mướn máy phát. Khi trên đường về tới ngã tư miếu cây đa, cậu tông phải một cái gì đấy phát ra một tiếng rầm, làm ba mình với ông năm giật cả mình. Cậu dừng xe, ba người xuống xem thì thấy một người đàn ông đang nằm dưới đường, bên cạnh là chiếc xe máy, chân chảy nhiều máu. Ông năm nhìn qua bụi cỏ bên đường, thấy một người đàn bà nằm trong đó, máu me khắp người. Lúc này bảo vệ và người đi đường xúm lại coi nhiều lắm. Cậu út và một người nữa chở người đàn ông đó vào bệnh viện. Còn ông năm và bà ba mình chở người đàn bà kia. Bà bị thương nặng, máu chảy ướt cả người ba mình. Người đàn ông kia chỉ bị gãy chân nên cũng đỡ lo. Còn người đàn bà kia thì bị nặng hơn nên được chuyển xuống bệnh viện tỉnh. Đám cưới em mình vẫn phải diễn ra, nhưng ai nấy không vui nổi. Qua ngày hôm sau, bà ấy mất. Cậu mình và ông năm là hai người ngồi ghế trước xe khẳng định. Lúc ấy đường vắng tanh, rõ ràng không bóng người nào, cậu út mới chạy qua. Ai ngờ nghe ầm một cái mới biết tông trúng người. Người trong xóm mình không ai trách cậu, vì họ biết rõ cái gì cố tình che mắt cậu để trở nên cớ sự như vậy. Cũng may người thân của bà cũng là người hiểu chuyện nên không gây khó dễ cho cậu, viết đơn bãi nại cho cậu mình. Sau vụ đó cậu mình tốn 300 triệu bồi thường với lại sửa lại xe. Sau này được mấy người trong xóm kể lại, sau cái ngày bà kia mất, mấy ông bảo vệ khu công nghiệp ra chỗ đấy cầu cơ xin số, hôm sau chúng mấy chục triệu đem heo quay ra cúng nữa. Không biết là người đàn bà kia cho số hay là những người trong miếu cây đa cho số đây. Phần 12. Ma nhập.
Ở sau lưng nhà ngoại mình là nhà bà B, là hàng xóm láng giềng, cho nên rất thân với bà ngoại mình. Bà B có hai người con trai, chồng bà mất lâu rồi. Vào một ngày của năm 2003-2004 gì đấy, bà B tự dưng co giật và nói lảm nhảm. Người nhà cứ tưởng là trúng gió, cho nên chạy lại kêu bà ngoại mình qua cạo gió dùm. Bà ngoại chạy lên cùng với mấy người hàng xóm nữa, người cạo gió, người bóp tay, người bóp chân, mà bà B thì vẫn cứ lảm nhảm rồi khóc nhiều lắm. Ngoại mình nói chắc không phải bị trúng gió đâu. Tự dưng bà B nói ra chữ hận mẹ, hận mẹ. Ai cũng ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Bà ngoại mình như thể biết chuyện, bà mới hỏi, mày là ai nhập vô bà B? Dưới lúc này, bà B khóc nhiều hơn. Đến khi bà ngoại mình hỏi lần thứ ba, bà B mới trả lời, con là con của mẹ, lúc trước mẹ B chưa kịp sinh con ra thì con đã mất. Ai cũng ngỡ ngàng không tin những gì bà B nói. Hai người con trai của bà B cũng chứng kiến và không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi bà B mới nói tiếp, mẹ con đẻ anh hai rồi có mang con, nhưng được 2 tuần con phải đi xa mẹ. Nhưng mẹ ác lắm, mẹ làm chảy mặt con hết, bây giờ mặt con nhiều thẹo. Lúc mẹ đi tiểu có ra cục máu, đó là con. Mẹ lấy cây, mẹ khều khều làm con chảy mặt, con hận mẹ. Ngày bà B bị con nhập, rồi đứa con tới đây, ai cũng sợ tái mặt. Đứa con bà B mới nói tiếp rằng, nhưng mà bây giờ con được làm trạng ở dưới này, nên mẹ đừng lo, con buồn mẹ chút thôi chứ không giận mẹ. Ngày mai mẹ mua cho con một con ngựa trắng gửi cho con. Xong nó còn nói nhiều mà mình không nhớ rõ gì, nhưng mà đại loại câu chuyện như mình kể nãy giờ. Sau khi bà B tỉnh, bà ngoại mình hỏi lúc nãy bà nhớ gì không. Bà nói không nhớ gì. Mọi người kể cho bà nghe chuyện diễn ra. Bà cũng không biết mình có thai rồi bị mất. Bà có xác nhận ngày xưa có đi tiểu ra cục máu, rồi bà khóc nhiều lắm khi nghe mọi người kể lại. Hôm sau bà mua ngựa và nhiều đồ về đốt cho con. Và bà cũng bị nhập nhiều lần. Lần nào thì bà ngoại mình đều là người bên cạnh bà B. Vâng, các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai cũng phải xin phép nói lời chào tạm biệt tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập truyện ma kế tiếp. Xin chúc các bạn ngủ ngon.